Khi mà các bác đang sưu tầm những chiếc đồng hồ cổ hoặc là đang đi tìm hiểu để sở hữu một chiếc, và chắc hẳn nhiều bác rất là thích và muốn sở hữu cho mình một chiếc đồng hồ Odo đúng không ạ? Và hôm nay Vàng Vọng đang có rất là nhiều những chiếc đồng hồ cổ Odo thuộc nhiều kiểu dáng khác nhau, nhiều đời máy khác nhau để gửi tới các bác. Mời các bác cùng em đi chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp cũng như là cái phần âm thanh mà từng chiếc một tạo ra, xem bác nào sẽ phù hợp với chiếc nào và phù hợp với âm thanh như thế nào. Ở đây thì bên trên thì em đang sở hữu đó là một chiếc Odo điểm bình bong nhá, một chiếc 548 thùng sồi này. Bên dưới đây là một chiếc Odo 36 thùng dài, đã là 36 sẽ là thùng dài. Chạm hoa hai bên các bác nhá, chạm hoa hai bên này, thùng nu đối xứng luôn, mặt bát giác đứng đặc trưng này. Bên dưới có thêm cái quả kính hình dạng quả chuông đúng không các bác, mài viền nhá. Đi vào bên trong xem nào. Đây, bên trong một chiếc đồng hồ Odo 36 nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Đây là cái phần quả nắp đây các bác này. Thử qua một chút về cái tiếng chuông xem, vì 36 đặc trưng sẽ là cái củ gồng nòng máng thép đúng không ạ. Đây các bác nhá, nòng máng trắng đây này. Em sẽ thử qua một chút để các bác được nghe âm thanh. Đúng là Odo 36 rồi các bác ạ, không sai lệch gì đâu được. Vì sao? Vì Odo 368 là một cái đời máy cho các bác cái phần âm thanh có cái độ tròn và độ ngân rất là sâu lắng luôn. Chuẩn. Hay. Và đây là một chiếc 36 có thể nói em sưu tầm ở trong cái tình trạng là còn cực kỳ là đẹp, đẹp tuyệt vời để các bác sở hữu nhá. Ngoài ra em đang có một chiếc Odo 30 số nổi đây. Chia sẻ với các bác, đây là một chiếc 30 số nổi em đang trưng bày để chơi thôi. Vì thực sự để kiếm được một cái bộ mặt số nổi đẹp như chiếc 30 này thì phải nói, chia sẻ với các bác là rất là khó kiếm nhá, cực kỳ là khó kiếm. Nó phải nguyên zin nguyên bản các bác nhá, chứ không phải là số từ mặt nọ nắp sang số mặt kia các bác nhá. Đấy, đầy đủ thông số này, tên logo này, made in France này, hai dòng chữ luôn các bác nhá. Đấy, đời kiếm 30 thì đặc trưng rồi. Một form thùng máy 10, thùng vân nu, không cần hoa văn nhiều. Phần kính rào bên dưới đây. Đấy, chiếc này thì em đang để chơi và cũng muốn quay qua một chút để các bác cùng thưởng thức cùng với em một chiếc Odo 30 số nổi ít gặp. Ngoài ra thì tiếp tục này, đây là một chiếc 54 các bác ạ. Và đây cũng là một chiếc 54 nữa này. Các bác thấy sự khác biệt nhau về hai chiếc 54 này chưa ạ? Đó là cái thiết kế ngoại hình bên ngoài các bác nhá. Và một chút thông số về cái bộ mặt số. Như chiếc có nghe mã số 3377 này thì lại sở hữu cái mặt số nổi này. Có cái tên bản nhạc Sodo và bản nhạc Westminster thì chắc chắn đây là một chiếc 5410 Sodo rồi. Còn đây là một chiếc Odo 54, nó chỉ có ký hiệu là Vegetable Westminster và biểu tượng logo của thương hiệu Odo. Thì đây sẽ là một chiếc Odo 5480 84. Đã là 5410 sơ đô thì sẽ là 10 búa 6 gông các bác nhé. Và đây là cái thiết kế thùng, một mẫu thiết kế thùng bè máy 10 quá là khủng luôn các bác ạ. Chắc hẳn là nhiều bác cũng đang thích chiếc đồng hồ này đúng không ạ? Và hiện tại em đang giao lưu chiếc đồng hồ này các bác nhé. Chơi được hai bản nhạc nguyên bản toàn bộ để các bác sở hữu. Thử đi qua, thử xem qua cái phần mặt số một chút các bác nhé. Đây, mặt số rất là đẹp luôn. Bộ kim số 8 đặc trưng của đời 54 nhá. Bộ mặt số nổi này. Thông số đây các bác này. Và chiếc này thì em đang để ở cái bản nhạc Sodo. Em thử qua một chút về cái âm thanh cái bản nhạc Sodo xem nó sẽ có khác biệt thế nào để các bác cùng thưởng thức. Đấy là âm thanh của cái bản nhạc Sodo các bác nhá. Trên cái bộ gông 121. Một cái phần giai điệu rất là vui tươi đúng không các bác? Hai bản nhạc đấy, nên chắc chắn sẽ có cái cần gạt bên dưới đấy các bác này. Chuyển đổi qua và chuyển đổi lại các bác nhá.
Đấy, đây là chiếc 54 10 số đô. Còn đây là một chiếc 54 8 8 0 8 búa. Chiếc này chỉ bị đánh chuông đây, em cũng sẽ bắt đầu thử luôn cái phần âm thanh của chiếc này, đợi cho nó chạy một chút nữa cho nó chuẩn xác giờ và nó sẽ tự động đánh chuông để các bác được nghe nhá. Chơi trên gông 101 đây các bác này. Đấy là âm thanh cái bản nhạc quét trên chiếc 548. Đã là 548 thì sẽ chuẩn bộ gông sẽ là 101 các bác nhé. Mặt số thì trong tình trạng hoàn hảo luôn. Có thể nói đây là cái mặt số nó còn đẹp trên 98% đấy. Các bác nhìn cùng em này. Để sở hữu được một chiếc đồng hồ đẹp thì phải đẹp từng chi tiết, đúng không ạ? Còn đối với cái thiết kế ngoại hình của chiếc này thì không thể chê đâu. Mẫu thiết kế thùng bè lớn cực kỳ nó khủng, hoa đầy đủ, vân nuôi đối xứng có này. Ngoài ra đấy thì chúng ta sẽ còn có thêm các đời khác, như đây là hai đời 54 các bác nhá. Hai đời 54 này, đời 36 này và chiếc này chiếc 30. Còn đây là một chiếc 30 khác nhưng nó được sở hữu thiết kế khác, đó là mẫu thiết kế thùng bè. 30 cũng có thùng bè và 30 cũng có thùng dài các bác nhá. Đây là một chiếc 30 thùng bè. Và một chiếc 30 thùng bè thì thường sẽ có cái bộ máy nó không khác gì so với đời 24. Mặt số nền xanh các bác nhá. Rất ít gặp đúng không ạ? Thùng bè vân nu đối xứng rất là đẹp luôn, thùng rất là mịn luôn, gần như là không có cái vết xước xác nào trong quá trình mà người chủ người ta sở hữu. Bung hoa được điểm bên trên nhá. Rồi đi xem qua một chút về bộ gông. Đã là 30 thùng bè thì thường thường sẽ chơi trên cái bộ gông nòng máng đồng rất là nhiều luôn. Hay các bác có thể thấy này, 8 búa 6 gông các bác nhá, vẫn là một cái bộ máy 3 vách đồng rất là đẹp luôn. Thử qua một chút xem cái phần âm đồng trên chiếc 30 này nó sẽ tạo nên cái phần âm thanh như thế nào các bác nhé. Đấy là âm thanh trên cái bộ gông đồng của chiếc đồng hồ Odo 30 thùng bè các bác nha. Đã là gông đồng thì cái độ ấm cũng như cái độ ngân ngà rất là lớn đúng không các bác. Đấy, mời đóng lại để các bác nhìn rõ hơn. Ở đây thì đang sở hữu là đời 30, đời 36, đời 54. Ngoài ra thì sẽ còn đời 57, 62. Thì em sẽ giới thiệu luôn để các bác biết luôn. Trước khi đi giới thiệu chiếc 57, 62 thì đây là một chiếc 30 em đang giao lưu là 23.500.000. Còn chiếc 548 này thì đang giao lưu là 33.500.000 này. Chiếc này thì hơn một chút vì nó có sở hữu cái thiết kế mặt nổi này, cũng như là thêm cái bản nhạc độc quyền của thương hiệu Odo và bản nhạc Sodo. Thì chiếc này đang để là 39.500.000. Còn đối với chiếc 36 này thì đang có giá là 46.000.000 các bác nhá, nguyên bản cả con đấy ạ. Còn chiếc 30 này thì tạm thời em đang để chơi trưng bày, các bác thông cảm giúp em. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu thêm những cái đời khác, đó là đời 57, đời 62. Ngoài ra các bác nào thích 54-10 nha, thì em đang có một chiếc 54-10 số nổi vàng đây này. Rất là độc đáo, đáp ứng mọi tiêu chí các bác nha. Đẹp, tốt, độc đáo và ít gặp. Số vàng này các bác nha, chứ không phải là các số trắng như kiểu là các bác hay gặp đâu. Số trắng đã là đẳng cấp rồi, nhưng mà số vàng thì nó còn tuyệt vời hơn các bác nha. Số vàng, nắp vàng này 54-10 các bác nhá, gai bình bong đấy. Rồi chúng ta đi qua một chút. Đây, một chiếc Odo 57 các bác nhá. 57 thiết kế thùng gợn sóng chùm đào này. Tất nhiên rồi, đã là 57 thì sẽ là cái máy vách hoa dâu các bác nhá. Đây, máy ba vách hoa dâu nhá, rất là đẹp luôn. Cái bộ máy này em nhận xét nó còn đẹp trên 95%. Các bác nhìn này, những cái trục thép rất là đẹp, tuyệt vời đúng không ạ? Ngựa đang chạy đấy nhá. Ở chiếc 57 này thì sẽ có nhiều đời khác nhau các bác nhá. Một là chơi một hàng gông, và sẽ có đời 57 chơi hàng gông,
Nhưng mà thường hai hàng gông sẽ chơi trên cái bộ gông 101 giống hệt chiếc 54. Các bác nhìn thấy gì chưa? Vồ vuông nhá. 57 máy vát vồ vuông. Đấy, mặt số rất là đẹp nhá. Gần như là chưa có cái vết xước xác nào trên cái phần mặt số này. Tem mác còn nguyên đầy đủ này. Đấy, tất cả mọi chi tiết dây khóa còn nguyên này. Thử qua một chút về cái tiếng chuông chiếc 57 chiếc gông 101 này, xem nó sẽ cho các bác cái phần tiếng chuông như thế nào nhá. Đấy, đấy là cái phần âm thanh của chiếc 57 vừa chơi lên các bác nhá. Tiếng rất là chắc tiếng đúng không ạ? 57 lúc nào em nhận xét đây là một cái đời máy chơi tiếng rất là chắc. Đối với 54 thì có độ trầm, 57 thì nửa trầm nửa trong. Còn để nói độ trong cao nhất thì phải nói đến đời 62 các bác nhá. Đời 62 cũng là cái bộ máy ba vách hoa dâu thôi, nhưng nó sẽ được thiết kế cái đầu vồ khác và chơi trên bộ gông khác nhá. Đây, như một chiếc 62 em đang sở hữu đây, một chiếc 62 thùng tân hiện đại rất là đẹp luôn. Cách điệu 4 chùm đào 4 góc này, nắp bắt quái này, mặt số thì rất là sắc nét các bác nhá. Đây, 62 thì các bác hay biết rồi, 62 kim lá núa nhá, thông số không thể thiếu được đúng không ạ, đầy đủ. 62 thì sẽ thường là hầu như là 100% sẽ chơi trên cái bộ gông 101 các bác nhá. Em xin lỗi, cái bộ gông 121 nhá, đặc trưng luôn. Thử qua cái bộ tiếng chuông của cái bộ gông 121 để các bác cùng em được nghe qua về cái độ trong của chiếc ô đồ 62 này nhá. Không kém cạnh gì so với chiếc 57 đúng không các bác? Khá là tuyệt vời. Trong có ngân có. Rồi, hai chiếc này thì em cũng đang giao lưu nguyên bản nha. Và chiếc 62 thì đang có giá hợp lý hơn. Chiếc 62 đang có giá là 18 triệu. Chiếc 57 này thì đây là một chiếc 57 chơi hai hàng gông nên nó sẽ có giá trị rất là tốt khi các bác muốn sở hữu, đó là 25.500.000. Ngoài ra thì Vang Vọng cũng còn một số mẫu đồng hồ của thương hiệu khác với cái tầm giá rất là dễ sở hữu, ví dụ như một chiếc FL các bác nhé, FL thùng lu 8 công đồng này, 13.500.000 này. Một chiếc Jura nhá, thùng 4 chùm nho này, thùng vân lu, chiếc này đang để là 13.800.000 nhá. Một chiếc Verdes này, cũng là thùng vân lu các bác này, mặt ba giác đứng nhá, chiếc này thì em đang giao lưu là 10.500.000. Đấy, rất là nhiều mẫu luôn. Tắt chuông đêm của Verdes cũng có này, số nổi vàng hẳn hoi các bác nhá, đầy đủ luôn này. FL số nổi thùng đẹp này, Verdes 10.500.000 giá rất là tốt mà được một chiếc Verdes nguyên bản thùng bè lớn nhá, âm thanh hay. Ngoài ra tạ cây cũng còn này, tạ cây cũng có đầy đủ, tạ cây tạt trùng đêm đến mẫu tạ cây chơi ba bản nhạc nhiều kiểu dáng khác nhau. Đấy, cúc cu cũng có các bác nhá. Nói rồi là bên cửa hàng Vang Vọng thì đa dạng mẫu mã để các bác lựa chọn. Đấy, vừa rồi thì trong video hôm nay thì em cũng đã đi qua một đi qua đầy đủ tất cả các đời của thương hiệu Odo nhá, gồm 36 này, 54 này, 57 này, 62 và 30. Bác nào muốn sở hữu phiên bản nào, nghĩa là cái thiết kế thùng nào, hoặc là cái đời nào, hoặc là cái âm thanh của chiếc đồng hồ nào thì các bác hãy liên hệ đọc theo cái mã số em ghi trên thùng hoặc là thông báo cái đời nhá, để em sẽ hỗ trợ các bác nhiều hơn. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.